Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tức ngày 16 tháng 3 năm Giáp Thìn. Bản tin sẽ cập nhật những tin tức Phật sự nổi bật sau đây. Bình Thuận trang nghiêm lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn, khai sơn tịnh xá Ngọc Nhơn. Bà Rịa Vũng Tàu họp thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568. Thành phố Hồ Chí Minh lễ quy y Tam Bảo lần 1 năm 2024 tại chùa Hoàng Pháp. Bến Tre những hoạt động ý nghĩa trong chương trình Mãi yêu thương. Tiền Giang giọt nước nghĩa tình đến với vùng hạn mặn. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 4, tức ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn, Chư Tôn Đức Tăng Ni Tịnh Xá trực thuộc Giáo đoàn 6, hệ phái Khất Sĩ đã vân tập về Tịnh Xá Ngọc Nhơn, tỉnh Bình Thuận, trang nghiêm dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn theo truyền thống của hệ phái. Quan Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Giác Điệp, giáo phẩm hệ phái, trị sự phó giáo đoàn 6, hệ phái Khất Sĩ, trường tòa Thích Nguyên Chơn, ủy viên thường trực ban trị sự trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Thuận, trường tòa Giác Diễn, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, phó trưởng ban tăng sự hệ phái tỉnh Bình Thuận, trường tòa Giác Nhuận, ủy viên ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, trị sự phó giáo đoàn 6, hệ phái Khất Sĩ, cùng Chư Tôn Đức, ban thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các miền tỉnh xá, từ viện, trong và ngoài tỉnh, cùng hơn 500 Phật tử đồng về tham dự. Về phía chính quyền, có Thượng tá Quỳnh Hữu Kim, trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Bình Thuận, Trung tá Võ Văn Nghị, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Hàm Thuận Nam và các ban ngành đoàn thể huyện Hàm Cường tham dự. Mở đầu cho buổi lễ, nhóm múa Quý Liên đã múa dân hoa cúng dường Tam Bảo. Tiếp đến, Đại đức Thích Minh Nhẫn thay lời cho ban tổ chức cung tuyên tiểu sử của cố Hòa thượng Minh Nhơn. Sinh thời, Hòa thượng Minh Nhơn nhiệt tâm cống hiến tài năng và phụ giúp nhiều công tác Phật sự cho Phật giáo tỉnh và huyện nhà. Về phía giáo đoàn, Ngài hỗ trợ Thượng tọa Giác Nhuận cùng điều hành Phật sự dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Tuấn để củng cố và phát triển trong giai đoạn mới. Sự đóng góp tích cực nhất thể hiện qua việc 3 lần đăng cai khóa tu truyền thống đại phái Khất Sĩ tại tỉnh xá Ngọc Nhơn, mang đến điều kiện tu hành vô cùng trang nghiêm và an lạc. Về phía xã hội, Ngài kêu gọi Phật tử đóng góp thực hiện các chuyến cứu trợ khi bà con gặp thiên tai ở các tỉnh xa. Tại địa phương, Ngài cũng chăm lo cho bà con nghèo cùng với chính quyền sở tại tùy theo khả năng trong mọi lúc. Thể hiện lòng từ bi của Bậc Hiền Tăng, Ngài hỗ trợ cho chư ni xuất gia theo phân đoàn ni giới trực thuộc giáo đoàn 6 gồm 8 vị. Ngài còn xây dựng tịnh xá Ngọc Sơn do ni sư Sanh Điên trụ trì để ni chúng có nơi tu học. Tiếp đến, Đại đức Thích Minh Chức, quản lý tịnh xá Ngọc Nhơn, đại diện môn đồ pháp quyến đọc cảm tưởng dâng lên cúng dường giác linh của Hòa thượng. Thượng tọa Giác Diễn, đại diện thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã ban đạo từ tại buổi lễ. Trước di ảnh của Hòa thượng Minh Nhơn, Chư Tôn Đức thành kính dâng hương tưởng niệm, toàn thể đại chúng cùng tụng thời kinh cầu nguyện cho giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh. Được biết, từ sáng sớm, Thượng tọa Giác Nhuận cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trú xứ các miền tịnh xá trực thuộc giáo đoàn 6 thì bình khất thực trên quốc lộ 1A nhằm tái hiện lại tăng đoàn Đức Phật thời xưa. Hình ảnh khất thực của Chư Tăng vào buổi sáng sớm tái hiện hình ảnh những vị khất sĩ đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm là biểu trưng cho sự thực hành hạnh xả bỏ bản ngã, thể hiện tấm lòng từ bi, bình đẳng hướng đến mọi người của Chư Tăng Ni hệ phái. Trước đó, tối ngày 22 tháng 4 năm 2024, nhằm 14 tháng 3 năm Giáp Thìn, Thượng tọa Giác Nhuận cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm và tri ân công đức của Hòa thượng Thích Minh Nhơn. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 24 tháng 4, dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Huệ Chí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn ban trị sự thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024.
Phiên họp diễn ra tại trụ sở văn phòng Ban trị sự tỉnh, chùa Từ Quang, 102 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Hòa thượng trưởng ban phát biểu khai mạc, bày tỏ sự vui mừng khi các quận huyện đã lên kế hoạch chu đáo cho đại lễ năm nay. Theo đó, thống nhất đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, các tự viện tổ chức từ ngày 8 đến 15 tháng 4 âm lịch. Ban trị sự các huyện, thành phố tổ chức 2 ngày 13 và 14 tháng 4 âm lịch. Ban trị sự tỉnh tổ chức 2 ngày 14 và 15 tháng 4 âm lịch, dự kiến tại Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu, số 1 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Cũng như mọi năm, các hoạt động chào mừng như đặt vòng hoa tưởng niệm, thuyết giảng, văn nghệ, văn hóa xã hội, từ thiện, diễu hành xe hoa, xe đạp hoa, đảm bảo tính mỹ quan, an toàn và tiết kiệm. Về an cư kiết hạ, để đảm bảo ổn định sinh hoạt cho tăng ni trong mùa an cư, Ban trị sự tỉnh khuyến khích tăng ni an cư tại các trường hạ tập trung trong tỉnh, thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả. Ban trị sự tỉnh sẽ không giới thiệu tăng ni đến tỉnh khác an cư. Ban trị sự các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức ít nhất 2 trú sứ an cư tập trung riêng biệt cho tăng ni địa phương. Tổ chức an cư kiết hạ tại chỗ thì phải đăng ký với Ban trị sự cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Hội nghị cũng trình phương án khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì, dự kiến tổ chức vào tháng 8 âm lịch và một số nội dung khác. Kính thưa quý vị, xin được chuyển qua tin tức bản tin 20 giờ vừa cập nhật. Sáng nay, ngày 24 tháng 4 2023, nhằm ngày 16 tháng 3 Giáp Thìn, tại chùa Tỉnh hội khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ban nghi lễ đã trang nghiêm cung nghinh chư tôn đức bạch Phật, kiến khai giới trường đại giới đàn Đạt Thanh 2024. Chứng minh đêm hương có thượng tọa Thích Huệ Khai, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức đại giới đàn Đạt Thanh 2024. Hòa thượng Thích Bửu Chánh, ủy viên thư ký hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự, phó ban tổ chức cùng chư tôn đức trong ban tổ chức đại giới đàn cùng tham dự. Buổi lễ trang nghiêm, thượng tọa Thích Quảng Trí, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tôn đức trong ban cung nghinh đã thành tâm tác pháp cung thỉnh chư tôn đức quang lâm giới trường niêm hương bạch Phật kiến khai đại giới đàn. Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, thượng tọa Thích Pháp Đăng, đương vị sám chủ trang nghiêm cử hành nghi lễ theo nghi thức truyền thống của Phật giáo. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, gần 1.000 quý thiện nam tín nữ từ các tỉnh thành trong cả nước đã về chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ quy y Tam Bảo lần thứ nhất năm 2024. Quy y Tam Bảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu thời điểm một người chính thức trở thành Phật tử. Kể từ đây, người ấy đã bước chân vào ngôi nhà Phật Pháp, có được hướng đi tâm linh tốt đẹp cho đời mình. Do đó, buổi lễ quy y được chùa Hoàng Pháp tổ chức trang nghiêm long trọng, chương trình diễn ra trong suốt một ngày. Buổi sáng sau khi đăng ký, các giới tử vân tập về Pháp Đường 1, tòa nhà Pháp Luân để học về oai nghi tế hạnh thể hiện qua hành động của người Phật tử khi đến chùa, như chắp tay xá chào lễ lạy. Đây là một việc làm hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng đối với người con Phật. Sau đó, Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoàng Pháp đã giảng giải khá tường tận mục đích ý nghĩa về tam quy ngũ giới và những vấn đề cần thiết cho người Phật tử trên lộ trình tâm linh, xây dựng hạnh phúc giữa đời này và hướng đến an lạc thực sự. Chiều cùng ngày, buổi lễ truyền trao quy giới chính thức được diễn ra dưới sự chứng minh của chư Tăng Bổn Tự. Từ vô thủy kiếp trôi lăn trong vòng lục đạo vô minh che lấp, không ai tránh khỏi những sai phạm, làm những điều tội lỗi, do vậy mỗi người chúng ta cần phải nhận biết lỗi lầm và nguyện không tái phạm. Nhân đây, Hòa Thượng đã tạo duyên để các giới tử đồng phát lồ sám hối giúp ba nghiệp thanh tịnh trước khi bước vào thời khắc thiêng liêng, chính thức trở thành người Phật tử. Sau đó, thay mặt chư Tăng hiện diện, Hòa Thượng Thích Chân Tín, đạo trưởng Tổ đình Hoàng Pháp, truyền trao tam quy ngũ giới cho các giới tử. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Khi ra về, quý Phật tử được chùa gửi tặng sách Đôi nét về chùa Hoàng Pháp, Phật Pháp cứu đời tôi, tâm quy ngũ giới, lời nhắn nhủ, truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bài học người Phật tử do Hòa Thượng Thích Chân Tín biên soạn. Xin được chuyển qua tin tức từ thiện. Thưa quý vị, nằm trong chương trình từ thiện mãi yêu thương, vào sáng ngày 23 tháng 4, tức ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn, Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, trụ trì chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai, đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền hai xã,
xã Long Thới, xã Lắm và khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn chợ Cái Nhung, xã Long Thới. Tháp tùng đoàn còn có bà Đinh Thị Hoảnh cùng quý tăng ni, quý Phật tử chùa Long Hương đồng tham dự. Đại diện chính quyền địa phương gồm có ông Trần Hoàng Cung, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Long Thới, ông Lê Thanh Hưởng, phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, ông Lê Thanh Khoản, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông Trần An Ray, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đại diện chính quyền hai ấp và bà con trong ấp về tham dự. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Thúy, đại diện ban vận động công trình cho biết, công trình tuyến đường chợ Cái Nhâm xã Long Thới và cầu xã Lắm là hai công trình có ý nghĩa quan trọng. Đây là tuyến đường huyết mạch để phục vụ nhu cầu đi lại để vận chuyển hàng hóa của nhân dân ấp Long Vinh, Long Huê của xã Long Thới. Hôm nay, tuyến đường được khởi công xây dựng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương cùng Thượng tọa Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương đối với nhu cầu giao thông đi lại, từ đó góp phần phát triển kinh tế cho người dân. Đại diện đơn vị tài trợ, Thượng tọa Thích Tuệ Hải chia sẻ. Đây là một cái con đường mà hồi thở bé là chúng tôi lui tới ở đây, nhất là cây cầu xá lắm. Có một lần tôi cũng đã té trên cái cây cầu đó, thành ra cái dấu ấn nó sẽ rất là sâu trong đời của mình. Cho nên bây giờ khi nghe con đường này chưa làm và cái cầu chưa làm thì trong lòng nó cứ nôn nao muốn về để hoàn thành sớm. Cho nên hôm nay là đủ duyên lành, mình được điều kiện, đủ điều kiện. Thì thứ nhất là mình muốn đền trả là cái ơn mà ở thời ấu thời mình đã được sinh sống là lớn lên ở đây. Và thứ hai là cũng muốn cho bà con ở đây được lui tới thuận lợi và do kinh tế địa phương góp phần cho cái sự phát triển của kinh tế địa phương. Trong chuyến đi lần này, phái đoàn khởi công hai công trình gồm tuyến đường chợ Cái Nhâm có chiều dài 1.000m, nền đường rộng 4m, mặt bê tông rộng 3.5m, cao 1.6 tấc và cầu xã Lắm chiều dài 28m, mặt cầu rộng 4m, lan can hai bên cao 0.5m. Tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do Thượng tọa Thích Tuệ Hải và Phật tử chùa Long Hương hỗ trợ cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân đóng góp. Cái cầu này cũng tồn tại khoảng hơn 50 năm nay rồi. Nói chung thì nó cũng rất là xuống cấp rất là nhiều. Việc đi lại của bà con thực sự rất là khó khăn. Thứ nhất là nó hẹp, chạy nó khó rồi dễ bị té xuống sông. Thì một năm thì trung bình cũng khoảng chừng 10 đến 10 mấy vụ đó, lọt xuống cầu thì cũng nhiều người cũng bị xê xác. Chung thì cảm xúc của tôi cũng là rất là mừng, người dân ở đây cũng rất là phấn khởi và người dân rất là vui. Thực sự thì cũng thay mặt người dân ở đây cũng rất là gửi lời cảm ơn đến thầy Thượng tọa Thích Tuệ Hải. Cùng ngày, đoàn trở về xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách để tổ chức lễ khánh thành tuyến đường vừa được hoàn thành nối dài từ chợ Hòa Nghĩa đến cầu An Lương thuộc ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đại diện bà con nhân dân trên địa bàn xã, ông Trần Văn Thiện bày tỏ niềm vui khi con đường đã được hoàn thành rộng rãi như bà con đã từng mong ước để cải thiện đời sống kinh tế của bà con cũng như thuận tiện cho các em học sinh đến trường. Ông Trần Hoàng Dựng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thượng tọa trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với bà Đinh Thị Hoảnh đã làm nhịp cầu nối để nhà tài trợ về đây giúp đỡ huyện nhà. Dịp này chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến thượng tọa chùa Long Hương. Thượng tọa Thích Tuệ Hải hy vọng sau khi con đường được đi vào sử dụng thì mong chính quyền địa phương và bà con nhân dân cùng chung tay bảo quản để con đường được bền bỉ và sử dụng trong thời gian lâu dài. Cuối buổi lễ, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và thông xe con đường mới. Được biết, tuyến đường được khởi công vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. Sau một tháng thi công, đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng với chiều dài hơn 1.600 m, ngang 3,5 m, bê tông dày 1,8 tấc, kinh phí khoảng hơn 2 tỷ 385 triệu đồng. Đây là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nối liền giữa các ấp, các xã với các vùng lân cận. Các công trình mới được khởi công hay đã hoàn thành đều nhận được sự đồng thuận nhất trí cao, niềm vui của các hộ dân cũng như chính quyền địa phương. Thưa quý vị, như những chuyến đi hàng ngày tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, hàng dài chuyến xe nghĩa tình chở hàng chục mét khối nước về đây giúp đỡ bà con vượt qua cơn hạn mặn trong thời gian qua. Với sự vận động của Chư Tôn Đức, thành phố Gò Công và tỉnh Tiền Giang, chung tay góp sức của mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh,
để đem đến những giọt nước ngọt và sạch giúp bà con vượt qua khó khăn. Với thời tiết cực đoan trong những tháng vừa qua, nắng nóng kéo dài kèm theo xâm nhập mặn, khu vực vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trước tình hình đó, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Thượng tọa Thích Giáp Nguyên, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Gò Công đã vận động quý mạnh thường quân, đặc biệt lần này với sự giúp đỡ của Đình Linh Ứng, Quốc Oai, Hà Nội, cùng các mạnh thường quân đã chung tay cùng Thượng tọa đem đến những giọt nước nghĩa tình đến tận tay bà con. Trong thời gian gần đây, do vì hạn mặn kéo dài, do vì cô bác đồng bào là nhiều Gò Công rất là khó khăn về sinh hoạt nước, do thấy sự khó khăn của cô bác nên chư tăng chùa Quỷ Quang thị xã Gò Công đã vận động mấy vị thường mạnh thường quân và phật tử để phát tâm hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống cho cô bác đồng bào tại cái khu vực bị hạn mặn để giúp cho cô bác có điều kiện nước và sinh hoạt trong lúc khó khăn này. Thưa ủy nhiệm Thượng tọa Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố, Đại đức Thích Nguyên Trường, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Gò Công, cùng Đại đức Thích Chiếu Pháp, Trưởng Ban thông tin truyền thông thành phố Gò Công, cùng quý mạnh thường quân, anh em đội cứu hộ vận tải 118 đã chở 450 thùng nước uống và 70 mét khối nước sạch để chở về các vùng đang bị ảnh hưởng nặng của hạn mặn. Được biết, sau hạn mặn xảy ra từ những năm 2020, vùng Gò Công ảnh hưởng rất nặng. Chư Tôn Đức tại vùng Gò Công luôn đồng hành cùng với bà con vượt qua khó khăn. Được sự chỉ dạy của sư phụ trụ trì chùa Quỷ Quang, thành phố Gò Công, thì khi xem báo đài cũng như qua các kênh truyền thông thì thấy bà con ở vùng Gò Công này đang vào cái hoàn cảnh là hạn mặn. Nên trên tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của Đạo Phật, theo lời chỉ dạy của Thượng tọa trụ trì cùng các mạnh thường quân nhà hảo tâm đã mang từng cái giọt nước nghĩa tình trở về nơi Gò Công dùng hạn mặn này để san sẻ một phần nào đó để giúp cho bà con ở nơi đây vượt qua khó khăn. Tôi thì ở ngoài tận Quốc Oai Hà Nội, của ngoài miền Bắc rất là xa xôi. Nhất là được gieo duyên với thầy đây là ở chùa Huệ Quang, với cô Ngọc, với cô Vân là đền Thiên Sơn Đức Linh Từ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Được gieo duyên là cùng với thầy có cơ hội vào đây để những giọt nước nghĩa tình để cho dân trong này. Từ qua những thông tin đại chúng cũng thấy bà con trong này là cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng bà con trong này cũng rất là quý mến khách, quý mến người. Hôm khoảng 2 tháng về trước á, là nước mặn ở vùng này là không có nhỏ nào. Trưa nắng vậy cũng đi xin từ can từ thùng vậy. Ông chồng ổng thương binh mà ổng đi chở ở ngoài chợ, ngoài Tân Phước quẩy thì ngoài đập rồi ai cho gì chở. Cũng như chở về bữa 5-7 canh thì cái xài hết đi chở nữa cứ vậy đó, mà một tháng mấy đó ổng chở nhờ tay chân đồ gặp thương binh cục giòn. Thì mình cũng tâm sự như vậy. Thì giờ có cho được nhiều như vậy thì bắt đầu thoải mái. Mấy là khỏe. Có thằng nhỏ có cháu ngoại nó 6 tuổi á. Nó thấy chở nước xuống cái lúc đầu tiên á, nó vỗ tay nó mừng á, nó hồi ơi vậy là mai con có nước tắm rồi. Mai có nước tắm rồi. Mừng quá. Rồi cái vậy cái bắt đầu mấy em nó đi lại hả? Bụ hôm nào không có tắm à con? Nó không, hôm nào có tắm. Nó nói thương. Thầy á thì xài cũng xài nước một tên mà bằng nước kinh bơm lên đài. Rồi nhưng mà cạn kinh á thì hết nước, chứ không phải là giọt nước mà từ Mỹ Tho đem về, nên ở đây cũng hạn khô này cũng khoảng là gần một tháng rồi, là cũng nhờ các mạnh thường quân đem những đem nước về đây để phục vụ cho bà con, thì bà con rất mang ơn. 20 ngày nay cứ như là mình ở đây cái vùng này á, thì ví dụ là có tại vì sáu khối thì cũng chia bà con người ít can xài, rồi ví dụ có mạnh thường quân là chia sớt với nhau sống, rồi bắt đầu mình chờ chuyến sau, chờ chiếc xe sau, là nhưng mà cái nước thì nó khó khăn dữ lắm. Được biết, sau hạn mặn xảy ra từ những năm 2020, vùng Gò Công ảnh hưởng rất nặng. Chư Tôn Đức tại vùng Gò Công luôn đồng hành cùng với bà con vượt qua khó khăn. Năm nay 2024, thời tiết cực đoan lại trở về vùng đất nơi đây, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống bà con.
Những giọt nước nghĩa tình mang theo tấm lòng của các mạnh thường quân Chư Tôn Đức trao cho người dân nơi đây và hoạt động sẽ liên tục diễn ra hàng ngày, kéo dài cho đến khi xâm nhập mặn và nắng nóng kết thúc. Rất là vất vả, chất chiêu từ giọt nước khi tất cả các đoàn xe của các mạnh thường quân cũng như các chùa đến, cô bác rất là vui và mừng. Có nhiều vị trông đợi rất là sớm để có được những cái thùng nước, can nước về sinh hoạt và uống. Và mong rằng qua cái sự hỗ trợ này cũng muốn tất cả các mạnh thường quân, các phái đồ như là tăng ni của các tự nguyện chung tay giúp sức để hỗ trợ cho cô bác có nước sinh hoạt trong cái thời gian giai đoạn khó khăn này. Hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước và 137 năm ngày quốc tế lao động, vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch, Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Phước do Đại đức Thích Tâm Thanh, trưởng ban làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Ban trị sự Phật giáo ba huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập đi thăm và tặng quà cho dân quân thường trực tại các chốt biên giới. Đón đoàn tại chốt biên giới xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh có Đại đức Thích Bửu Hòa, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, thiếu tá Lê Đắc Chiến, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh. Tại chốt biên giới xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp có Thượng tọa Thích Minh Lộc, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, trung tá Phan Văn Thành, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại chốt biên giới xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập có Đại đức Thích Minh Hậu, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, thiếu tá Nguyễn Huy Trung, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại các chốt, thường trực đại diện đoàn đã thăm hỏi sức khỏe Ban chỉ huy quân sự các huyện, động viên các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các công tác được giao để bảo vệ an ninh biên giới, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Ban Phật giáo Quốc tế tri ân sự vận động đóng góp của Chư Tôn Đức thành viên, quý Phật tử quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình. Đại diện Ban chỉ huy quân sự các huyện cảm ơn tấm lòng từ bi của Chư Tôn Đức Ban Phật giáo Quốc tế và các thành viên trong đoàn đã luôn đồng hành ủng hộ quân đội hoàn thành công tác bảo vệ an ninh biên giới. Cuối chương trình, mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisuphetro@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị an lạc, hạnh phúc, thành tựu mọi sở nguyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.